Ký đi, mau lên. Tôi ký. Từ từ đã, đừng vay tín dụng đen. Đừng bao giờ vay tín dụng đen. Tín dụng đen không an toàn, hạn mức thấp, lãi suất cao. Vậy phải làm sao khi gặp khó khăn về tài chính? Hãy dùng iVay. Đây là sản phẩm vay qua web được biết đến diện rộng. Hạn mức vay ưu đãi lên tới 50 triệu đồng, có lợi cho người dùng. Quá tuyệt! Vậy làm thế nào để đăng ký hả anh? Có phức tạp không? Rất đơn giản. Chỉ cần căn cước công dân, số điện thoại, sau đó là thao tác trực tuyến là có thể đăng ký được ngay. Thế thì tuyệt quá! Đây là giải pháp tài chính hiệu quả cho giai đoạn khó khăn. Website uy tín, hạn mức ưu đãi cho khách hàng, thủ tục đơn giản, lãi suất thấp, thời gian hoàn trả dài. Nhấp ngay vào đường link bên dưới video để dùng thử nhá. Kỳ hạn và lãi suất khoản vay phụ thuộc vào kết quả xét duyệt của riêng bạn.